Tắm rửa thường xuyên giúp làn da sạch sẽ, không còn nguy cơ bị viêm, ngăn ngừa các biến chứng ngoài da, đồng thời tăng cường sự tuần hoàn và giúp sự bài tiết của da được dễ dàng. Khi được tắm rửa sạch sẽ, người bệnh sẽ cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Quá trình tắm rửa cũng chính là cơ hội để quan sát và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trên da người bệnh, từ đó có những giải pháp xử lý kịp thời. Những vật dụng cần chuẩn bị để tắm cho người bệnh bao gồm: thau nước ấm, xà phòng hoặc sữa tắm, lược chải tóc, dụng cụ bấm móng tay, một khăn bông nhỏ, hai khăn bông lớn, bộ quần áo sạch, vải đắp, bình phong. Trong bất kỳ tình huống nào, sự riêng tư của người bệnh cũng cần được tôn trọng. Vì vậy, trước khi tắm, tình nguyện viên nên xin phép để nhận được sự đồng ý của người bệnh, đồng thời cần xác định lại tình trạng của người bệnh với điều dưỡng phụ trách trước khi thực hiện kỹ thuật. Những nguyên tắc tắm tại giường bệnh cần tuân thủ: thứ tự tắm, đầu, mặt, cổ, hai tay, ngực, bụng, hai chân, lưng, mông, bộ phận sinh dục. Tắm ở đâu, bộc lộ ở đó. Tắm ở đâu, lót khăn ở đó. Tắm bên xa trước, bên gần sau. Trình tự tắm như sau: làm ướt, tắm xà phòng, tắm nước sạch, lau khô. Động tác chà khăn khi tắm theo hình xoắn ốc. Quy trình tắm cho người bệnh tại giường được tiến hành lần lượt các bước như sau: phủ vải đắp, cởi quần áo cho người bệnh, tắm vùng mặt, chỉ tắm vùng mặt bằng nước sạch, không dùng sữa tắm, dùng khăn bông lớn thứ nhất đang trải dưới đầu lau khô vùng mặt, dùng khăn bông lớn thứ hai lót dưới tay xa, tắm tay theo thứ tự: nước, sữa tắm, nước. Động tác lau khô, massage theo chiều máu về tim. Tắm tay bên gần, tắm tay bên xa giống như động tác tắm tay bên gần. Lót khăn bên dưới thau nước, cho cả hai bàn tay vào thau nước. Tắm lần lượt từng bàn tay, lưu ý tắm kỹ các kẽ ngón tay, các ngón móng tay nếu cần. Bệnh là nữ, cần thực hiện tắm vùng ngực, bụng bên trong khăn. Nếu người bệnh là nam thì có thể bộc lộ ngực, bụng khi tắm. Tắm ngực thì che bụng, tắm bụng thì che ngực. Khi tắm chân, có thể cho chân người bệnh nghiêng và tắm theo từng mặt. Hoặc có thể cho người bệnh chồng chân lên khi tắm chân, thực hiện tương tự cho chân bên gần. Để giữ kín đáo cho người bệnh trước khi tắm, hai bàn chân cần nhét khéo khóc phải đắp theo hướng mông đối diện. Cho lần lượt từng bàn chân vào thau, thực hiện tắm giống như tắm bàn tay, cắt ngắn móng chân nếu cần. Massage lưng theo trình tự, xoa nhẹ bằng phấn rôm hoặc lotion. Nhồi sâu, lưu ý nhồi kỹ hai bên bả vai, xoa nhẹ lại lần nữa. Khi tắm vùng mông, tình nguyện viên nên đứng ở thắt lưng, quay mặt xuống vùng mông. Thực hiện massage mông giống như massage vùng lưng. Thực hiện tắm bộ phận sinh dục bên trong khăn, khuyến khích người bệnh tự lau bộ phận sinh dục nếu được. Trong khi thực hiện kỹ thuật tắm cho người bệnh, tình nguyện viên cần lưu ý: nếu người bệnh có nguy cơ té ngã, nên kéo thanh chắn giường lên trước khi tắm cho người bệnh, tránh để người bệnh bị nhiễm lạnh trong suốt thời gian tắm. Chú ý những vị trí nếp gấp khi tắm. Thay nước sau khi tắm bàn tay, bàn chân và nếu thấy nước dơ. Động tác tắm thật tế nhị nhất là đối với người bệnh khác giới. Giữ cho người bệnh được kín đáo khi tắm, chỉ để lộ phần muốn tắm, những phần khác che cho người bệnh kín đáo.